Chân dung BBC tiếng Việt, đứa con ngoại lai được cho tồn tại để chống phá quê hương. Những năm 1950, đất nước Việt Nam diễn ra những biến động phức tạp khi nền độc lập được giành lại, từ tay phát xích Nhật và thực dân Pháp một lần nữa đối mặt với hiểm nguy. Mỹ và các nước phương Tây dần thay chân người Pháp bước vào cuộc xâm lược mới. Theo chân những đài phát thanh, được xây dựng nhằm phục vụ cho cuộc chiến tranh phi nghĩa như qua tiếng Việt, đài Á Châu Tự do RFA, một đài tiếng Việt khác cũng được dựng lên ở Vương quốc Anh ngày 6 tháng 1 năm 1952, nhằm phục vụ cho cuộc chiến tranh Việt Nam của đồng minh Hoa Kỳ, chính phủ Anh quyết định lập nên đài phát thanh, nói tiếng Việt thông qua hãng thông tấn quốc gia BBC, British Broadcasting Corporation. Dưới sự tài trợ của thế giới vụ BBC, BBC World Service, cái được gọi là ban Việt ngữ BBC, được lập lên dưới sự điều hành của John Morris, giám đốc cục viễn đông của thế giới vụ BBC. Đây cũng không phải lần đầu tiên chính phủ Anh lập nên những kênh truyền thông tiếng nước ngoài mang cái mắt BBC. Trước đó, thế giới vụ BBC vốn cũng đã có hàng chục các ban ngôn ngữ tiếng Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc nhằm tách rời sự liên đới của chính phủ Anh với các hoạt động của BBC, một mối quan hệ chuỗi mắt xích được xây dựng. Trong đó, các ban ngôn ngữ như BBC tiếng Việt được cấp kinh phí vận hành qua các khoản viện trợ grant-in-aid từ thế giới vụ BBC. Đến lượt mình, chính thế giới vụ BBC cũng xin viện trợ từ chính phủ, cũng có thể gọi các ban ngôn ngữ của BBC là những tổ chức ngửa tay xin tiền, không hơn, không kém. Như vậy, bất kể các ban ngôn ngữ BBC có nhúng tay vào công cuộc phá hoại, chia rẽ các quốc gia khác đến đâu thì chính phủ Anh cũng vẫn luôn ở ngoài cuộc, bởi luật pháp nước này không cho phép chính phủ điều hành hoạt động của BBC, dù mang danh là thông tấn quốc gia. Như chính lời John Morris đã mô tả, chính phủ Anh cũng không có quyền can thiệp vào các chương trình hàng ngày, vì đó là việc của đài BBC. Thời gian đầu hoạt động, đài phát thanh BBC tiền thân của trang mạng chống phá BBC tiếng Việt ngày nay, tỏ ra tương đối khách quan và làm đúng với nguyên tắc hoạt động mà người đứng đầu Google House đưa ra là bình luận các diễn biến trên thế giới cũng từ một lập trường của người Anh, nhưng đồng thời phải giữ làm sao cho công bình, thẳng thắn đối với các quan điểm khác. Dù vậy, không khó để nhận thấy ngay từ ban đầu, BBC tiếng Việt vốn đã mang theo tư duy của những con người cách xa Việt Nam, hàng ngàn km. Nó hoàn toàn xa lạ và lệch lạc với hiện thực tại đất nước Việt Nam. Trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam 1954 đến 1975, đài phát thanh BBC duy trì cách thức hoạt động của Hugh House. Khi cuộc chiến tranh bước vào những ngày tháng cuối cùng, đài phát thanh BBC cử một nhân vật máu mặt thân trinh đến Việt Nam, phó ban Việt ngữ Judy Stowe. Thế nhưng, nhiệm vụ của Judy Stowe hoàn toàn không liên quan đến việc đưa tin về tình hình tại Việt Nam. Mục đích của bà ta là thu thập những thành phần chống phá tiềm năng đưa về Anh để chuẩn bị cho công cuộc chống phá kịch liệt đã được lên kế hoạch từ trước. Như chính lời kể của Stokes, tôi tới Việt Nam vào ngày 11 tháng 3 năm 1975. Nhiệm vụ đài BBC giao cho tôi không phải là để làm phóng viên, mà là để tuyển dụng nhân viên cho ban Việt ngữ, mà lúc đó tôi là phó trưởng ban. Kể từ đây, cũng như các trang mạng chống phá khác, đài phát thanh BBC từng bước lột bỏ vỏ bọc công bình, thẳng thắn trước đây để phơi bày chân tướng phá hoại, thù địch của nó. Và từ những năm 1997, khi thế giới vụ BBC thay đổi cách thức và chuyển quyền điều hành các ban ngôn ngữ, từ người Anh sang người nói tiếng bản xứ, các hoạt động chống phá của ban tiếng Việt càng trở nên tinh vi, thâm hiểm hơn trước. Dường như có một đặc điểm khá nổi bật của BBC tiếng Việt kể từ khi người gốc Việt lên nắm quyền tại đây, đó là sau mỗi đời lãnh đạo, tần suất và mức độ xuyên tạc, phá hoại lại ngày càng hung hãn và lộng ngôn hơn trước. Giai đoạn 1997 đến 2001, trưởng ban gốc Việt đầu tiên Trần Hữu Hạnh vẫn còn phần nào giữ được sự trung thực của nghề báo, dù là một trong những người đầu tiên sử dụng chiêu bài dân chủ, tự do tại việt nam sang đến nguyễn giang và nay là lê quỳnh thái độ thủ địch chống phá của các đối tượng vận hành bbc tiếng việt ngày càng rõ rệt để duy trì sự tồn tại một cách hợp pháp trên lãnh thổ việt nam các ký giả của bbc tiếng việt khá tinh vi và khôn ngoan khi luôn tỏ ra là kẻ khách quan trung lập trong việc đưa tin các phóng viên thường trú của bbc tiếng việt được chỉ đạo tác nghiệp báo chí thuần túy bằng cách lấy tin phỏng vấn nhưng chưa bao giờ để lộ ý đồ chống phá khi hoạt động tại việt nam Mặt khác, các phóng viên thường trực rất hiếm khi trực tiếp ký tên trên các bài báo, trên BBC tiếng Việt mà thông qua thư ký, đồng nghiệp, hoặc dùng bút danh để che đậy việc làm của mình. Cũng chính vì lý do này, thành viên của BBC tiếng Việt có thể được xem là khá thành công, so với các đồng nghiệp tại GFA. Để xem chi tiết về tin này, mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này.